Xin chào các anh chị, quay lại với Nắng Giao Tây Nguyên TV nhá. Lại là em các anh chị ơi. Hôm nay lại tiếp tục chở cái con robot này cùng với đồng bọn của nó để đi ra tiếp tục chăm sóc cho cây sầu riêng nhá. Cây làm giàu nha các anh chị. Thì hôm trước thì em đã làm chăm sóc các cái về cái phần lá, bộ rễ. Em đã bỏ vôi này, bỏ phân nợ này, xử lý bón rễ, bón lá các anh chị. Bây giờ cái đợt, mấy cái sầu riêng lớn thì bắt đầu nó mới ra tụa mắt cua với mùi giáo này, nó phóng ra một khúc. Thì hôm nay em sẽ tiến hành tiếp tục truyền năng lượng cho nó. Thì ở đây hồi trước thì em đã mua cái humic được của Mỹ nha các anh chị. Humic này thì đợt trước em bỏ một ít rồi, bên đang còn này đây phải bỏ nhiều lần nữa, tại một có này là 100 mấy 120 trăm mấy, lâu rồi cũng hơi quên nhà. Đồng thời là thêm cái phần 30-10-10 các anh chị, 30-10-10 này, siêu bông lọt kết hợp trộn chung để mình tưới gốc nhé, để kéo cái bề đọt nó ra, đồng thời để giữ cặp lá này đến khi mình hạm ra hoa, mình sẽ kéo đồng thời thêm một lần nữa để cho nó có được hai lần cặp lá, để có đủ cái sản lượng lá để mình nuôi trái nhé. Bây giờ mời các anh chị cùng đồng hành nhé, tiếp tục chăm sóc cây làm giàu. Bây giờ em sẽ bỏ mấy cái con robot xuống. Ôi, này chưa bỏ được cố định tại chỗ nên là cứ phải chở đi chở về cũng hơi mệt. Sau mà bỏ được một chỗ thì mình tưới rồi ra, chỉ có mang thuốc mang đồ ra là mình tưới xử lý cho nó dễ thôi. Bây giờ mình làm này thì cứ phải kéo đi kéo về mới các anh chị. Kéo ra kéo vô nó hơi khó. Cái sầu riêng tơ này quan trọng nhất là lần này là cơ đọt thứ hai rồi nhá. Nhưng sầu riêng lớn thì mới ra được cơ đọt, hôm cắt cành ra được một cơ đọt. Bây giờ mình sẽ kéo tiếp cơ đọt thứ hai. Vừa rồi bỏ vi sinh thì nó có mấy trận mưa mấy gì, bây giờ vẫn vi sinh nó nở ra, nở tè tét hết ra rồi. Đấy, lại tiếp tục làm đẹp và đưa ống vào nữa là xịt thôi. Nó mà bỏ được cố định đây thì mình chỉ có đưa ra thuốc pha vào trong bình là mình tưới, mình xịt cho nó dễ thôi các anh chị. Bây giờ có thể phải chấp nhận đưa đi về như này. Đấy. Cứ phải đưa đi đưa về này. Quấn lại quấn ra rồi trở về lại trở ra. Nó xịt dưỡng bón lá này, dưỡng rễ này và xịt thuốc. Cứ làm liên tục mà bây giờ cứ đưa đi đưa về cũng hơi mệt các bác chị. Lúc mới đến thì đang còn khỏe, bưng ra bưng vô được, nhưng mà sau khi trưa rồi xịt xong về mệt mà ngồi mà quấn ống lại này, bưng máy về này, trở về nhà cũng hơi mệt các bác chị. Đấy, lá thì còn cái lá ra trước vì lá xanh rì, nhưng mà cái giữ cái bộ lá để cho nó khỏi chết chút em vẫn giữ chưa ấy được, tại vì những cái lá xanh dày to ấy như thế nhưng mà vẫn bị đốm từng lỗ chích của cái con dày xanh. Vừa rồi thì cũng có xịt được đợt nước phúc sâu các bác chị, là bây giờ chỉ còn ráp búng vào đây nữa là bỏ thuốc vào pha thuốc nhé. Đấy. Bây giờ thì em sẽ tiến hành là bỏ thuốc vào những con humic vào với cây 30-10-10 của bác chị. Đây, 30-10-10 siêu bông đọt, tăng tính chịu hạn này, úng rét phèn mặn, ngộ độc hữu cơ, cây đâm chồi đẻ nhánh mặn, bông đọt nhanh, xanh lá, dày lá, cây cứng chắc khỏe, trái nhiều, to trái, đẹp, nặng ký. Đấy. Nói chung cái
Cái này thì 30 10 10 đợt trước em năm vừa rồi á, là đợt cuối bắt đầu là vô chuẩn bị được kích hoa là em kéo cái này để cho bung bung kịp cái cặp lá để mà cho nó nuôi nuôi hoa các bác chị. Thì đồng thời em kéo cái này. Nhưng mà ba cây trong vườn nhà thì nó lại ít nên sử dụng ít đang còn dư. Nên sẵn bây giờ em bỏ lại để tưới gốc cho nó. Tại vì cái này thì để nó hơi lâu đâu, nó hơi hơi bón bón cục lại một xí, nhưng mà không biết có ảnh hưởng mất đi cái vi lượng của nó trong này không thì không rõ, nhưng mà cứ tạm thời cứ bỏ ra các bạn chị. Thiếu thừa thì hoặc như nào thì tự nó chịu nhá. Sâu đỏ này. Đấy. 30 10 10. Và đây là humic. Humic này là humic của Mỹ nhá. Humic này mua đợt mua em mua hình như nhớ là 120.000 một bị này. Humic Mỹ. Nhưng mà cũng mới bỏ được ít à, đang còn nhiều lắm các chị. Tại cái này mình bỏ cũng vừa thôi, bỏ nhiều quá nó ngộ độc rễ. Em sẽ tiến hành pha thuốc vào nhé. Bây giờ bỏ 30 10 10 trước nha các bạn chị, siêu siêu đọt nhá. Đấy. Cái này thì để em đọc coi, cũng lâu lâu cũng quên quên cái này rồi. Hướng dẫn sử dụng này. Các loại rau củ quả. Cây công nghiệp 10 đến 15 gram trên 10 lít. 500 mg trên 2 phi 200 lít. 200. Đây là 500 500 gram. Mà 500 gram này tương đương 12 phi. 2 phi là bây giờ cái gói này hôm trước em đã bỏ ít rồi, còn hơn một nửa. Thì bây giờ mình bỏ cỡ tầm hơn nửa cái này một xí nhá các anh chị. Đấy. Cái này là màu xanh này. Để thời gian cũng vài mấy tháng rồi nên là cái phần nó dạng như hàm lượng đạm nó đông cục lại các anh chị. Cái miếng một lỗ nhỏ nhỏ quá này. Thấy không? Màu xanh này. Mở xe cái bị to ra. Đấy, to ra cho nó bỏ dễ này. Đấy. Mắt cầm mắt tay luôn. Thấy chưa? Xanh đẹp luôn. C này. C S I này. G N này, F E này, đồng này, magie này. Mangan này, mo bo. Có cái đọc được cái nó không đọc được. Đấy. Đây là nhầm là phân thôi các bác chị. Mình bỏ về ít một ở ngoài vườn một ít nữa. Với sẵn đây là mình bỏ nửa thôi các bác chị. Đấy, còn để một hơn một nửa đi. Về bỏ nhà với sau mình bỏ tiếp tục mình bỏ từ cái humic mình lại bỏ tiếp cái này vô để cho nó này nhá. Nhiều quá nhiều khi nó cũng không tốt, nó ngộ sợ nó ngộ độc. Rồi mình bỏ cho nó vừa thôi. Cái này thì không thể hướng dẫn cho nào. Này toàn là Mỹ nên là không toàn là tiếng Anh không, không thể hướng dẫn. Mình không biết hướng dẫn cả nào. Tại vì mình cứ bỏ áng áng vừa vừa thôi nha các anh chị. Đấy. Không biết nó bỏ vô là màu đen thui luôn. Em bỏ vừa thì bỏ nhiều quá, thà mình bỏ nhiều lần. Chứ bỏ một lần mà nhiều vừa quá là sợ cái humic là nó sẽ làm tổn thương đến cái bộ rễ nên là bỏ vừa thôi. Đấy, các bạn chị thấy không? Mới bỏ một ít humic vào là nó chuyển sang màu đen này. Đây cái váng này chưa quấy ra này. Mình sử dụng cái này sẵn có cây nên quấy luôn. Đấy. Thành cái phi màu đen hết luôn các bạn chị. Hai thành phần. Humic là kích rễ tăng trưởng bộ rễ, phát triển bộ rễ. Đồng thời 30 10 10 là bón rễ. Ăn ngập mồm luôn không tốt nữa thì thôi. Đấy, chuyển sang một loại màu đen thui luôn. Cái này là hạt phân đấy ạ. Dạng như là ure á. Đây là nó cũng dễ tan. Đấy, không bị vừa thôi luôn. Lá đợt này là xanh đen luôn á chị.
Rồi, tụt rồi. Đấy. Tiếp theo, nước đen xì luôn. Nếu một phi này tưới không xịt qua lá, tưới không bổ bổ rễ thì khả năng là đủ. Còn xịt qua lá nữa thì thiếu, nhưng mà bây giờ nó có, nếu có, nếu bỏ một hố mít không mình xịt qua lá được các bác chị. Vừa vừa tưới tưới dưới bổ rễ và xịt trên bổ lá luôn. Nhưng mà bây giờ trộn thêm cái phân 30 10 10 nữa nên là thôi, mình chỉ có xịt dưới gốc thôi. Không xịt qua lá nhá. Chỉ sợ cái 30 10 10 nó có sẽ ảnh đến đến cháy lá hoặc là nó bộ tổn thương bộ lá này thôi. Mình chỉ có tưới gốc không các chị. Thì vừa rồi đây Tây Nguyên thì nó cũng mưa liên tục. Mà đất thì vẫn đang nhão, phân em bỏ thì vì nở vì nó tè tét rồi. Bây giờ tiếp tục một đợt kích cầu cho nó nữa, bổ rễ cho nó phát triển humic 30 10 kéo đọt để cho nuôi cái bộ đọt mới này ra. Tiếp tục chăm để giữ bộ lá này để năm tới này sẽ nhờ cái bộ lá để nuôi được số lượng trái nha các chị. Đây này, những bụi giáo bắt đầu tung ra này và những bụi giáo đang còn mới bắt đầu này. Nên là phải xử thuốc sâu cũng phải tuần chục ngày là phải xử liên tục các bác chị, xoay vòng để giữ được cái bộ lá này, không có là nó hư bộ lá này là mà cái cành mình đã cắt tạo tán nó ra cành nào ra cành đó rồi, bây giờ chỉ cần tập trung nó nuôi dinh dưỡng thì mình giữ được bộ lá thì nó đổi đầy cái bộ lá ra là bộ lá của mình nó to nhá, nó càng ngày cái bộ lá nó càng to ra, mà to ra thì lá nó khỏe mình nuôi trái được. Bây giờ sẽ hạ cái ống này ra và tiến hành vào xịt nhá. Đấy, có cái này thì cũng tiện mình cầm kéo quay là nó đỡ luôn. Sau khi đã kéo ống ra, rát ống vào, bây giờ em sẽ tiến hành dập motor và đi ra xịt nhé. Cái này thì tí nữa motor nó đảo lên, mà khi mình chưa bóp xịt thì nó sẽ đảo thuốc, nó quay về nó đảo thuốc, nhưng mà nó đảo không bằng người ta có mũi motor bỏ trong này người ta đảo đều rồi. Bây giờ sẽ tiến hành bấm xịt nước. Motor đã quay, nước bắt đầu đã bơm. Đấy. Thì mà mình các bạn chỉ lưu ý là cái chỗ đầu vặn này các bạn chỉ phải vặn cho nó chặt nhá. Khi ron mà nó hở là nó sẽ không tự động hút thuốc vào trong kia được. Tức là phải vặn cho chặt. Bây giờ mời các bác chị cùng ra xịt thuốc nhá. Vừa rồi thì em đã bỏ phân nở này các bác chị này. Nhìn thấy run nó đùn này, nứt 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 ra thấy không? Đó, phân thì đã tan cục cục hết rồi, ra bã hết rồi. Đấy. Bây giờ cái này mà ngấm xuống không tốt nữa thôi chứ. Các bác chị nhìn thấy cái sầu riêng này. Sau một thời gian đã thay đổi khác hẳn. Đọt thì nó vun từ đó ra đây mất cỡ tầm 40 phân rồi. Đây chờ nó nắng phát là nó đứng lên nữa là tán nó sẽ đẹp cho các anh chị. Cho bây giờ nó ra nhanh quá mà nó chưa kịp hấp thụ ánh nắng để cứng cứng thân cứng cây già lá thì bây giờ hắn sẽ nó gục cục xuống một xí. Nhưng mà sau này nó đứng lên một phát là nhìn cái bộ tán hơi bị đẹp luôn. Đấy, phía trên này đọt ra tua tua. Đấy, cây này có gì nhìn không? Đấy, lá to nhá. Lá phủ to. Giữ được cái dàn dàn lá này này, giữ được như cái này là đẹp đúng không anh chị? Yeah, lá to này, dài này, cả gang tay này. Đấy, bộ lá mới nhé, bộ lá đợt trước này mình giữ sâu đầy không tốt nên nó vẫn bị chích chích từng đốm 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 lá này các anh chị. Lúc nào mà được như cái lá này là không bị chích hút thì là ngon này. Đấy, như cây này thì tương đối khi cắt cành rồi mà mình giữ được bộ lá như thế này thì cũng gọi là tạm ổn đúng không anh chị. Bây giờ thì em sẽ đúc vào xịt cho nó nha các bác chị. Đấy, phân nở này, ra tút ngoài này. Đấy, màu đen thui nha. Được chưa? Đấy, nước nước humic vào cái nó ra đen thui các bác chị. Đấy, tưới ngoài tán lá nhá. Bộ rễ nó ăn ra ngoài này các bác chị. Này là tưới phân là đúng bài luôn.
Bữa sau em sẽ tưới đám cá, ủ cũng lâu rồi, các chị người ta thì đã bỏ hết rồi nhưng mà của em thì em chưa dám bỏ. Bỏ vừa rồi bỏ thêm một lần, men vi sinh lần nữa rồi, tiến tới đây là em sẽ xong cái đợt kích rễ và ấy này xong thì em sẽ tiến hành bỏ đám cá cho nó để kích cho nó mạnh thêm nhá. Và đồng thời sẽ bỏ chung với hô mích này để xịt trên lá luôn, vừa trên lá vừa dưới gốc luôn. Cái này nó có cái gờ đây, nhiều khi là nó có tầng gục 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 nó hàm lại các bác chị. Cái này cũng thế này, cái này cũng giữ được bộ lá, bây giờ lá nó đã xum xê các bác chị. Trộn lẫn phân vi sinh, vôi, humic, NPK 30 10 10. Bây giờ nó khô vô mà không tốt cái này thì nó tốt cái khác. Đây, đây bộ lá mới này, ta nhìn đã đúng không chị? Đây, cứ ngày nào cũng phải một hai ngày cũng phải ra nhìn nhìn nó và đi dạo. Ấy vậy là em đã chia sẻ cho bác anh chị cùng xem từng giai đoạn bỏ phân gì và những thành phần phân gì. Ấy vậy là em đã chia sẻ cho bác anh chị cùng xem. Đây các bạn chỉ thấy không? Này, cờ đỏ tiếp theo này. Đấy, ra tua tua luôn nhá. Lá chưa ra trước này. Sân bóng. Bắt đầu già lá đi là nó sẽ to và dày lá các bạn chị. Cây này thì em trước cũng phá đi bây giờ rồi. Các bạn chị nhìn thấy nó khác hẳn chưa? Quay từ xa xa cho các bạn chị cùng xem nhá. Đấy. Cây này cũng thế này, vàng lá vào bây giờ này. Đó, nhìn ok chưa các bạn chị? Thời gian nữa thôi nó sẽ khác hẳn bây giờ. Thì cũng chia sẻ cho các anh chị sơ qua về quá trình mình phun thuốc gì và những cái loại thuốc gì em sử dụng thì em đều chia sẻ lên cho các anh chị cùng xem tham khảo. Đấy. Có những cái thuốc nào hiệu quả thì có thể tham khảo nha các anh chị. Bây giờ xịt thì cũng quay sơ cho các anh chị cùng xem một số cây thôi. Chứ bây giờ thì cũng chia sẻ nhiều thì cũng dài, cũng không có gì cả. Nên thưa em chỉ đảo qua một vòng cho các chị cùng xem lại cái vườn rồi em kết thúc video nhé. Đấy, cái này bây giờ các bác chị nhìn thấy chưa? Lá này, dài này. Này, đây là cặp lá vừa rồi cắt cành nhá. Ra được khúc này và lá này. Đấy, cây này. Cây này là nó bị suy cây đó, mà bây giờ này đọt ra tua tua luôn các chị. Đấy, cây nào nó cũng ra đẹp hết đi. Sau đợt tưới humic với 30 10 10 này nó sẽ kéo thêm một lần nữa thì các bạn chị nhìn thì khác hẳn bây giờ luôn. Đấy. Đấy.
Ủ lá như thế này thì ổn không anh chị? Đây. Cái này ở ngoài thì to mà cho quay vào trong này thì nó thấy hơi nhỏ nhỏ một xí. Cái này nó bị xương cá, em cắt bỏ đi nhá. Đấy, chủ chốt là bây giờ mấy cái cây kia. Mấy cây đó là năm nay bắt đầu mình cho quả nên là phải dưỡng cái bộ lá thật tốt. Cần thì năm ngoái nó cũng được vài mấy trái được các bác chị. Còn năm nay thì mình đang tiếp tục nuôi hy vọng. Hy vọng nó sẽ phát triển và hy vọng nó sẽ làm đạt. Đấy. Thấy chưa? Lá đã chưa? Này, thế mà vẫn bị chết hút này. Nên là phải thường xuyên sử dụng, khi lá non ra là các bác chị tuần chục ngày là phải xử liền. Khi bắt đầu cái bụi giáo này ra là nó đã chết rồi các bác chị này. Đấy, cái lá nó ra mở này nó đã chết rồi, chuẩn bị mở nhá. Này, lá này bắt đầu này. Nhưng vừa rồi em xịt thì cái con trắng trắng nó chết rồi nhá. Nếu không xịt là cái con này nó đốt cho đúng hết, nhưng mà mình xịt đi nó chết rồi. Nên là phải thường xuyên. Đấy, thôi chia sẻ một đoạn vì gieo ngắn về chăm sóc nâng niu cây làm giàu cây sầu riêng Tây Nguyên. Các bạn chị cùng xem giải trí và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, có ý kiến thì mong rằng bình luận và góp ý. Em trai xin phép được cải thiện. Cảm ơn tất cả của mọi người đã ủng hộ và theo dõi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nha.